Chào các bạn nha, lại mình Sồm đây. Thì các bạn ạ, hôm nay mình ra video mọi người xem thấy hay nhớ like đăng ký của mình nhá. Chào các bạn nha. Đấy, các bạn ơi, hôm nay có một em trai á, không mình cũng không biết là ở đâu đến đây bảo mình đây mang chè đến đây này. Đấy nha, mang chè đến đây nha các bạn nha, bảo mình làm diều hộ các bạn ạ. Đấy thì em ở đâu nhỉ? Em nói to cho các bạn biết này. Em ở Chi Nễ ạ. À Chi Nễ, ở đâu Chi Nễ nhỉ? Ở xã Minh Thái, huyện Lạng Giang, Lạng Giang. Đấy các bạn nha, xã Minh Thái Đây dạng Lạng Giang nhá, ở chi dưới Chi Nễ cơ mà. Đây ở từ chỗ em lên đây có xa không? Không xa mấy ạ. Thế làm sao mà em biết lên đây để anh làm diều cho? Em xem anh qua mạng. Đấy các bạn ơi, em trai xem mình qua mạng nhá. Thì biết mình làm diều hộ bạn nhá. Đấy thì hôm nay mình cũng tiện ở nhà luôn nhờ các bạn. Các bạn đây, muốn đồ che nó hơi có nhiều vết các bạn ơi. Đấy, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm nhá các bạn nhá. Đây, chè này hơi nhiều vết và hơi khó làm các bạn. Đây, nhưng mà mình sẽ lấy thanh này mình làm. Thì em lấy cho mình qua mạng nhá, bảo mình làm hộ nhá. Thôi mình cũng không nói nhiều nhá. Thì em trai này cũng không biết mình có quen không? Có biết anh không? Có họ không? Không. Biết là mình thôi nhá, nhưng mà không có họ với mình nhá. Không gọi là không quen họ hàng thân thích gì đúng không? Đấy, chỉ biết mình qua YouTube đúng không? Đấy thì hôm nay em đấy đến nhà mình thì mình cũng sẵn sàng làm cho em nó một con diều nhá. Nói chung là em nó bảo là chỉ làm tầm 2 mét thôi các bạn ạ. Đấy, cũng khá là to ạ. Em trai này mà làm 2 mét thì cũng là kéo cũng khá là nặng đấy các bạn ạ. Tại vì 2 mét diều liền nó không như diều nắp ghép các bạn ạ. Diều liền bao giờ nó cũng to hơn, nó cũng ấy hơn các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình làm cho em trai nhá. Đây các bạn ơi, tre này nó là tre nước các bạn, không được già lắm các bạn nhé. Nhìn lên mặt anh. Trẻ hơi tươi.
bạn này, tre nó hơi tươi bạn nhé. Rồi tre này tươi, vẫn tươi ác các bạn. Cái này nếu mà vớt được để trong để mấy hôm thì nên dẹp mà. Mình cũng vót xong được bốn khung của em nó rồi nhá. Đây, mỗi tội là tre nó tươi các bạn nên mình cũng chưa không dám vót nhỏ đi nhá, tại vì vót nhỏ đi đến lúc phơi ra nó ngót các bạn, tại vì tre nó vừa non lại vừa tươi các bạn. Nói chung là mình vót tương đối thôi để cho nó về nó khô đi đã nhá. Xong rồi mình nên diều tiếp. Nói chung là tre này mà vót yếu nữa xong rồi dần dần chỗ này nó cũng ra nó không làm được diều được diều ngon nhá. Nói chung tương đối, nói chung là em mua trên này bao nhiêu tiền cây này? 20.000 à? Nói chung là mua 20.000 cây này là cũng là người ta chặt cho rồi cũng là khá là rẻ, nhưng mà mỗi tôi là chọn, em nó chọn nhầm nhiều không? Nhà đấy nhiều không? Có nhiều các bạn nha, nhưng mà em đấy chọn nhầm bởi cây kia nó không được ngon cho lắm. Đấy các bạn ạ. Nói chung là về biết tụng vừa không? Đấy. Đấy nha, em tra bảo là về em phơi đi xong là em nó nắn nha, trong tự buộc nha. Nói chung là cái này phải phơi khô đi xong rồi hơn nửa nắn thì nó mới không bị móp khung, bây giờ không bị khối khung các bạn nhá. Đấy thì mình chỉ làm được như thế này cho em nó thôi, nói chung là cũng mất một chút thời gian đấy mình bỏ ra đấy. Thế anh làm cái này có vui không? Có nhá. Thế nói chung là tre nó tươi nó không được, nói chung là nó không đủ già nên mình chỉ làm được, cố gắng làm được như thế này thôi đấy các bạn nha. Nói chung là không ngày cũng làm bao bão rồi không che này bao bão rồi bạn yên tâm là không sợ là say hay giết gì bạn nha. Đây không khá cứng cáp bạn nha, nhưng mà mỗi tội về nó bụng làm cho bụng nó rộng rộng như Song Vân ấy nó đẹp nhá, tại vì khung này nó khung anh nào cũng cứng cáp này, cái bụng nó rộng rộng ra hiểu chưa, đấy rộng ra dễ lên. Đấy, đây các bạn nha, như thế này. Rồi mình co cho bạn xem.
Đấy, cũng khá to hơn, hơn sải tay của mình các bạn nha. Đấy, to phết các bạn. Đây, đợi nha, nói chung là mỗi đội là che nó không được như ý muốn của mình các bạn nha. Đây, đấy các bạn nha, che nó không được giả các bạn nha. Nói chung là tương đối, nhưng mà vót cũng khá là cứng cáp các bạn, không đến nỗi yếu khung các bạn nha. Nên em nó về chơi gió là cũng tha hồ gió các bạn. Rồi giữa thì bẻ không sợ các bạn, loại giữa này thì yên tâm là gió to đến mấy không bị gập đấy nha. Giữa này không bao giờ bị gập các bạn. Rồi giữa này không bao giờ bị gập luôn đấy các bạn nha. Thế là được tặng nhá, được tặng nha. Đấy các bạn ơi, chơi tặng thế nhau học nó mới kìa, lớp 6 các nha, lớp 6. Cái con này nó gió to nó cũng kéo cho nó cũng khướt đấy các bạn ạ. Đấy lớp 6 nhá, em nó đầu tư 20.000 cây tre để mang sang đây là mình làm diều. Mỗi đội chỗ này định làm nữa nhưng mà nó bị ấy này trước rồi, không làm được cho bộ khung nữa các bạn nhá. Đây trước này rồi các bạn, nói chung là không đảm bảo nên mình thôi nhá, tạm nhá. Nếu có gì hôm nào thì có tre khô hoặc là tre già thì cầm qua anh làm thôi nhá, được chưa? Thôi tạm này nhá. Em có lời gì muốn nói với các bạn không? Các bạn nhớ ghé qua nhà anh Sùng Vlog để làm video nhá. Đấy các bạn ạ. À, các bạn xem video này mà thấy hay ý nghĩa thì các bạn cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ nha. Nói chung là em này mình không quen các bạn nhá. Nói chung là không quen thì nhưng mà rất vui là em nó đến nhà mình chơi các bạn. Rất vui. Thì em nó đến nhà mình chơi thì mình cũng làm tặng cho em nó một bộ khung các bạn. Đấy cả cha nó khô thì mình buộc luôn cho em nó, nhưng mà em nó không cần đấy, nuôi không cần quá nha, tại vì em nó có nuôi cáp quang rồi, em nó không cần gì cả. Đấy các bạn nha, về làm bằng nuôi cáp quang nha. Nói chung là mình chỉ làm được như thế này thôi các bạn, tạm thời che tươi được không? Ok không? Thế nhá, có tay một cái à, chúc sức khỏe em nha, học giỏi nha. Đấy các bạn ạ, đấy thì video mình kết thúc rồi nha, chào tạm biệt các bạn, bye, chào các bạn gái. Ôi giời, chạy nhanh các bạn đến nha, các bạn nha.